Wow, trái bí đao nè các bạn ơi. Đây là quả bí đao mình mới hái xuống nè. Nó to quá trời là to luôn. Bây giờ mình sẽ đi cắt một khoanh để làm món nợ bí đao. Các bạn hãy cùng với bếp mình để thực hiện món này nhé. Nguyên liệu để làm nợ bí đao gồm có bí đao khoảng 500g. Mình cắt 1/4 quả bí đao là đủ làm rồi. Cà rốt 1 củ, chanh 1 quả, ớt từ 3 đến 4 trái, tỏi 1 củ, đậu phộng khoảng 100g, còn có thêm một ít rau húng, rau răm. Gia vị thì có bột canh, bột ngọt, nước mắm, đường và muối nữa. Về cách làm, trước hết mình lấy bí đao cắt bỏ phần ruột có hạt rồi gọt vỏ. Mình lại tiếp tục bào bí đao thành những sợi nhỏ. Còn cà rốt thì mình gọt vỏ bào thành sợi vừa ăn. Mình cho chút muối trộn đều rồi dùng tay bóp đều cho muối thấm vào cà rốt và bí đao. Mình bóp cho nó đều tay. Khi mà bí đao và cà rốt xe lại thì vắt cho ráo nước để riêng. Rau răm và rau húng mình thái nhỏ. Ớt rửa sạch, tách bỏ hạt rồi băm nhỏ. Tỏi thì bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bây giờ mình đi pha nước mắm đây. Trước hết là chanh, mình vắt lấy nước cốt. Rồi mình cho tỏi, ớt vào trong tô. Rồi cho 2 muỗng đường. Cho thêm 1 muỗng nước mắm, nước cốt chanh vào. Khuấy cho đều tay cho đến khi đường tan hoàn toàn. Còn đậu phộng mình rang và giã đập để riêng. Đây này các bạn, nguyên liệu mình đã làm xong. Các bạn thấy màu xanh của bí đao và màu cam của cà rốt có đẹp không? Ở nhà mình còn có củ sắn nữa. Mình sẽ bào thêm một ít củ sắn có màu trắng, nó sẽ đẹp hơn. Sau đây là mình sẽ trộn nộm. Mình cho nước mắm đã pha vào trộn với lại bí đao và cà rốt. Mình cho khoảng 2/3 nước mắm pha thôi các bạn à. Số còn lại mình sẽ nêm nếm sau. Mình trộn cho nó đều tay. Rồi lại cho thêm rau răm, rau húng thái nhỏ vào. Cho thêm một chút bột nêm và nêm nếm cho nó vừa ăn. Mình để khoảng chừng có 5 đến 7 phút thôi các bạn à. Các cái nguyên liệu khi mà đã thấm gia vị thì mình cho thêm 1/2 đậu phộng vào và trộn đều. Vậy là mình đã làm xong món nộm bí đao rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ cho ra dĩa và dắt lên trên một ít đậu phộng rang nữa để cho nó được thơm. Nộm bí đao là món ăn rất là bình dân, lại còn dễ làm, được dùng trong các bữa cơm của gia đình. Nó còn giúp bổ sung thêm chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Ngoài ra, nếu mà thường xuyên ăn các món ăn từ bí đao còn có tác dụng giảm cân nữa đó. Các bạn hãy thử làm nhé và hãy bấm đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh Alin Channel của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.